Không chỉ du khách Việt say mê vẻ đẹp hoang sơ của đảo Phú Quý, mà du khách quốc tế cũng ra du lịch đảo rất đông. Như anh Ryan Avan, quốc tịch Mỹ, và Sia Changgu, quốc tịch Trung Quốc, là hai giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi biết đến đảo Phú Quý, đã nhờ người bạn tại Bình Thuận đưa ra đảo du lịch. Cảm giác đi trên tàu cao tốc, ngắm biển và chụp ảnh cùng bạn bè khiến cả hai đều thích thú. Vào những ngày cuối tuần, một số nhà tàu đã tăng chuyến để đưa du khách ra đảo Phú Quý và ngược lại. Đến đảo Phú Quý, du khách được trải nghiệm chèo súp, lặn biển ngắm san hô, đi cano ra Hòn Tranh, đón bình minh ở đảo và check-in những khung cảnh tuyệt đẹp ở đảo. Nét đẹp đơn sơ của đảo Phú Quý, nước biển trong xanh nhìn thấy tận đáy, cộng với sự thân thiện, chất phác của người dân và sự nhiệt tình chuyên nghiệp của các bạn trẻ làm du lịch ở địa phương đã đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho du khách. Đảo Phú Quý để lại ấn tượng trong lòng du khách và nhiều bạn trẻ đã đăng lên Facebook rằng: "Con trẻ hãy đến Phú Quý một lần, bạn sẽ muốn quay trở lại lần tiếp theo."